buổi tối bớt cơm đi, cứ ăn 5 loại rau luộc này, bệnh nào cũng khỏi sạch, sạch gan, khỏe thận, cả đời không cần bác sĩ. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, rau được nhiều người biết đến là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Phần lớn các loại rau đều có rất ít calo nhưng lại giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, một số loại rau nổi bật hơn với những lợi ích đã được chứng minh cho sức khỏe như chống viêm hoặc giảm nguy cơ bệnh tật. Vậy đâu là những loại rau tốt nhất? 5 loại rau luộc ăn thay cơm chẳng khác nào thần dược đánh bay tá bệnh. 1. Bắp cải luộc. Lương y Hoàng Duy Tân, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đồng Nai cho biết, bắp cải được coi là thuốc của người nghèo, có vị ngọt, tính mát, có tác dụng hòa huyết, thanh nhiệt, trừ đàm thấp, sinh tân, chỉ khát, mát dạ dày, giải độc, lợi tiểu. Theo y học cổ truyền, ăn bắp cải lâu ngày có công dụng ích tâm thận, làm dịu đau, chống hoạt huyết, lọc máu, chống kích thích thần kinh, bổ cốt tủy, lợi ngũ tạng lục phủ. Bệnh nhân đái buốt, đái khó, đại tiện táo bón nên ăn bắp cải. Nghiên cứu hiện đại, bắp cải là loại rau thông thường nhưng các thành phần dinh dưỡng của nó lại rất đa dạng và độc đáo, có thể giúp chúng ta phòng tránh và hỗ trợ chữa nhiều bệnh lý quan trọng. Xét trên 80 chất về thành phần dinh dưỡng và giá trị năng lượng của mỗi loại thực phẩm, thì trong bắp cải có tới 58 loại. Phòng ngừa ung thư. Bắp cải lá chứa sulforaphane, một hợp chất chứa lưu huỳnh có vị đắng với tác dụng chống ung thư. Ở cấp độ phân tử, sulforaphane có thể làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại ung thư khác nhau như khối u ác tính, tuyến tiền liệt, thực quản và tuyến tụy. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sulforaphane có thể ức chế enzyme histone deacetylase (HDAC) có hại, yếu tố gây ra sự tiến triển của tế bào ung thư. Do đó, thực phẩm chứa sulforaphane có thể là một phần của phương pháp điều trị ung thư. Một nghiên cứu khác do Đại học Missouri thực hiện đã nghiên cứu về abiogenin, một hóa chất có trong bắp cải, mùi tây và cần tây. Loại chất này đã được chứng minh là có thể làm giảm kích thước khối u khi cấy các tế bào ung thư vú vào chuột. Các nhà nghiên cứu cho rằng abiogenin có thể là một phương pháp điều trị ung thư an toàn trong tương lai. Ngoài ra, bắp cải đỏ có chứa anthocyanin, một chất chống oxy hóa mạnh, làm cho các loại rau quả màu đỏ và màu tím có màu sắc đẹp mắt. Trong phòng thí nghiệm, anthocyanin đã được chứng minh có khả năng ngăn chặn sự tăng sinh, tiêu diệt và ngăn ngừa hình thành các tế bào ung thư. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu xem liệu những điều này có thể áp dụng cho phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người hay không. Chống loét dạ dày, tá tràng, viêm dạ dày, viêm đại tràng. Loại rau xanh này có chứa vitamin U, chất có tác dụng chống viêm loét dạ dày và ruột. Vitamin U là một muối của methylmethionine sulfonium được tìm thấy trong lá cải bắp tươi. Lượng vitamin U trong loại rau này còn phụ thuộc vào cách trồng, thu hái và bảo quản. Loại vitamin này không chịu được nhiệt, dễ bị oxy hóa và tan trong nước. Do đó, để sử dụng cải bắp làm thuốc cho bệnh viêm loét dạ dày, thì bạn nên ép nước và uống ngay để đảm bảo hiệu quả. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất anthocyanin trong bắp cải đỏ có tác dụng chống ung thư và chống viêm, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, ăn các thực phẩm giàu flavonoid có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, và chỉ cần ăn một lượng nhỏ thực phẩm này cũng có lợi cho sức khỏe. Loại rau này cũng chứa nhiều polyphenol, một chất có thể ngăn ngừa sự đông máu và hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cải thiện hệ miễn dịch. Mỗi 100 gram cải bắp có thể cung cấp 35mg vitamin C. Vitamin C có khả năng chống oxy hóa và chống lão hóa tế bào, giúp giảm mệt mỏi và căng thẳng. Các nghiên cứu đã cho thấy, ăn nhiều rau họ cải có thể giúp cải thiện hệ miễn dịch. Loại rau này cũng chứa vitamin B9, một chất dinh dưỡng giúp hình thành các tế bào hồng cầu và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh và miễn dịch. Hỗ trợ tiêu hóa. Đây cũng là loại rau giàu chất xơ có lợi cho việc kích thích nhu động ruột, giúp ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy và táo bón.
Tuy nhiên, bạn cũng nên ăn loại rau này với mức độ hợp lý, vì chúng chứa nhiều lưu huỳnh, hợp chất gây khí và chứng bụng. Hỗ trợ chữa đau nhức xương khớp. Đây cũng là một loại rau giàu vitamin K, một chất dinh dưỡng quan trọng cho xương và máu. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, một chén cải bắp nấu chín có thể cung cấp 68 microgram vitamin K. Nếu thiếu vitamin K, bạn có thể bị yếu xương, loãng xương, bầm tím và dễ chảy máu. Cải bắp cũng là một nguồn cung cấp các khoáng chất như canxi, magie và kali. Ba khoáng chất này đều cần thiết cho việc duy trì xương chắc khỏe và ngăn ngừa các bệnh về xương như loãng xương và suy yếu xương. Kiểm soát, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tuyếp 2. Loại rau này chứa kali, một chất dinh dưỡng có lợi cho huyết áp và đường huyết. Kali giúp cân bằng lượng nước và natri trong cơ thể, giảm áp lực động mạch và ngăn ngừa đái tháo đường. Cách dùng bắp cải tốt nhất là ăn sống hoặc ép sinh tố một cốc mỗi ngày. Nếu như không dùng được dạng này, có thể dùng theo cách trụng sơ hoặc luộc, tránh nấu kỹ. Bởi vì nếu để nhiệt độ quá cao sẽ phá hủy các vitamin B, vitamin C, canxi, sắt, phốt pho và magie có trong bắp cải. Nên kết hợp ăn cả lá xanh và trắng, vì lá xanh có nguồn vitamin A lớn và lá trắng chứa tỷ lệ sắt cao. 2. Rau cần luộc. Về thành phần hóa học, rau cần có chứa tinh dầu, axit hữu cơ caroten, vitamin B, C, đạm, đường, canxi, phốt pho, sắt. Nghiên cứu dược lý cho thấy, loại rau này có tác dụng giảm ho, chống viêm, lông đờm, kháng nấm, hạ huyết áp, giảm đường và mỡ máu. Ngoài ra, theo y học cổ truyền, rau cần có vị ngọt, tính mát, có tác dụng bình can, thanh nhiệt, trừ phong lợi thấp, nhuận phế, ngưng ho, sáng mắt, giảm huyết áp. Tất cả các bộ phận của cây rau này đều có tác dụng chữa bệnh. Hàm lượng albumin có trong rau cần là một chất có rất ít trong các loại rau khác, giúp giải độc cho cơ thể, chống tiêu khát, đặc biệt là ngộ độc kim loại nặng. Việc ăn rau cần luộc chính là cách giải độc tốt cho cơ thể đấy. Bên cạnh đó, loại rau này khi luộc lên còn có tác dụng lợi tiểu, giúp đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiết niệu như viêm đường tiết niệu, sỏi thận và bí tiểu. Chất xơ là thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất trong rau cần ta, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân hiệu quả. Chất xơ giúp hấp thụ nước, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ cũng giúp ngăn ngừa hấp thụ cholesterol và đường vào máu, từ đó giúp giảm cân và cải thiện sức khỏe tim mạch. Rau cần có hai loại, cần cạn và cần nước. Hai loại này rất hợp để ăn vào mùa xuân này khi tiết trời hài hòa, tươi mát. Các cụ có câu, cần tái cải nhừ. Chính vì thế, khi luộc rau cần, quý vị cần chú ý không nên luộc kỹ, tránh mùi hăng, rau cần nát, ăn sẽ mất ngon. Thứ ba, củ cải luộc. Củ cải có tác dụng giảm cân thần kỳ. Vì giá thành rẻ nên đây là phương pháp giảm cân, tiết kiệm chi phí, được nhiều người đưa vào thực đơn giảm cân. Thế nhưng, ngay cả với người bình thường nhất là người cao tuổi, thì việc ăn củ cải trắng luộc cũng đem đến những công dụng vô cùng là kỳ diệu. Củ cải được xếp vào nhóm thực phẩm càng ăn càng gầy, bởi trong củ cải trắng có chứa khoảng 90% là nước, cộng với các thành phần dưỡng chất như là đường, protein. Ăn củ cải trắng sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng và đốt cháy chất béo. Bên cạnh đó, thì loại củ này đã được chứng minh là có khả năng làm giảm cholesterol trong cơ thể. Trong một nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn uống nhiều củ cải sẽ làm giảm mức cholesterol huyết thanh và nồng độ chất béo trung tính, tăng đáng kể cholesterol tốt. Củ cải có chứa các hoạt tính sinh học betain, hỗ trợ chức năng gan khỏe mạnh. Khi gan hoạt động tốt, chất béo được chia nhỏ một cách hiệu quả, giúp giảm cân và ngăn ngừa mệt mỏi và buồn nôn. Betain, một dưỡng chất được tìm thấy trong củ cải đường, giúp làm giảm homocysteine huyết tương, đây là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Chất này còn giúp làm giảm hormone cysteine huyết tương, một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Một nghiên cứu tại Đại học Wake Forest đã chỉ ra lượng nitrat cao trong củ cải có thể làm tăng lượng máu đến não, do đó làm cải thiện chức năng tâm thần, tăng cường sức khỏe não bộ, thậm chí bảo vệ tế bào não trong nhiều năm. Củ cải là một trong số thực phẩm tốt nhất
thành phần dinh dưỡng phong phú vitamin B và nhiều loại khoáng chất. Trong đó hàm lượng vitamin C rất cao, giúp cơ thể chống lại tác động xấu của virus. Trong củ cải chứa dầu cải và lycoside, có thể phát huy tác dụng đối với nhiều loại chất xúc tác, hình thành nên thành phần chống ung thư, có vị cay cay. Vì vậy, củ cải càng cay, thành phần này càng nhiều, khả năng chống ung thư càng cao. Vitamin B12 tự nhiên trong củ cải giúp thúc đẩy sự hấp thu sắt, tham gia vào việc tổng hợp hemoglobin. Do đó, lượng oxy hemoglobin tăng cao, giúp bồi bổ thể lực, phòng ngừa thiếu máu. Trong củ cải, hàm lượng vitamin C cao nên có tác dụng làm sạch cơ thể một cách tự nhiên, tăng cường sức đề kháng. Do vậy, ăn củ cải thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng cơ thể nhiễm virus. Trong lá củ cải giàu vitamin A, C, đặc biệt là hàm lượng vitamin C nhiều hơn các loại rau củ khác, nên giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, ngăn chặn hình thành các vết thâm nám, giữ cho da được trắng mềm. Vì những công dụng trên không có lý do gì mà chúng ta không nấu ngay một món từ củ cải ngay trong bữa cơm hôm nay của gia đình. Nếu quý vị không muốn kỳ công nấu nướng, thì món củ cải luộc là một món ăn rất hợp lý. Đây là món ăn rất dễ thực hiện. Ăn có vị ngọt dịu, thơm mát, ai cũng sẽ thấy thích. Quý vị hãy ăn thường xuyên để cảm nhận sự thay đổi trong sức khỏe của mình nhé. Thứ tư, rau cải cúc luộc. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội cho biết, cải cúc không chỉ là rau ăn thông thường mà còn là vị thuốc có thể phơi khô hoặc dùng tươi. Cải cúc rất giàu vitamin, canxi, phốt pho, sắt và các axit amin, protein. Trong Đông y, rau cải cúc có vị cay, ngọt. Thành phần tinh dầu kết hợp với chất xơ hỗ trợ thải khí thừa trong dạ dày, kích thích tiêu hóa và tạo cảm giác thèm ăn, nhuận tràng. Vị thanh mát ngon của rau có tác dụng tốt đến thần kinh, trí não, thích hợp với người mắc bệnh tim mạch vành, huyết áp cao. Đối với phụ nữ sau sinh, rau cải cúc chứa rất nhiều chất dễ bay hơi, tạo ra một hương vị đặc biệt, giúp tăng sự bài tiết của nước bọt, cải thiện cảm giác thèm ăn. Lượng chất xơ trong rau cũng thúc đẩy nhu động ruột, thải độc trong đường ruột, chống táo bón cực kỳ hiệu quả. Quý vị khán thính giả nào mà hay mắc bệnh tâm trạng lo lắng, thì cải cúc luộc sẽ là liều thuốc hữu hiệu, bởi vì trong cải cúc rất giàu vitamin, axit amin, carotenoid. Ăn cải cúc hàng ngày sẽ giúp ổn định cảm xúc, bảo vệ não, phòng ngừa các bệnh hay quên và các tác dụng khác. Hơn nữa, trong cải cúc còn có chứa nhiều loại vitamin và các thành phần dưỡng chất giúp làm tăng sự đàn hồi cho da, tái sinh tế bào da mới nhanh chóng. Ăn cải cúc thường xuyên, quý vị sẽ có một làn da tươi trẻ và sáng bóng hơn nhiều. Axit amin, chất béo, protein và nồng độ natri cao cùng kali và các khoáng chất khác có trong cải cúc sẽ giúp điều chỉnh sự trao đổi chất bên trong cơ thể và loại bỏ phù nề, lợi tiểu. Do đó, một đĩa rau cải cúc luộc trong bữa ăn chính là một lựa chọn tuyệt vời nếu quý vị muốn tăng cường tuổi thọ và sống khỏe mạnh hơn. 5. Rau súp lơ luộc. Trong các loài rau thì rau súp lơ được mệnh danh là vua bổ dưỡng với rất nhiều những công dụng cho sức khỏe. Trong các loại rau họ cải như cải bắp, súp lơ xanh có chứa indole-3-carbonol hay còn gọi là I3C. Đây là chất chống oxy hóa được đánh giá cao bởi khả năng giảm thiểu nguy cơ bị ung thư vú và các bệnh liên quan đến cơ quan sinh sản của cả nam và nữ. Ngoài ra, thành phần giàu glucosinolat của chúng, tức một nhóm lớn các hợp chất chứa lưu huỳnh, cũng rất hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển của chất gây ung thư, ngăn chặn các tế bào khối u tái tạo. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, việc bổ sung bông cải xanh thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng, gan, phổi và dạ dày. Quý vị có biết, viêm và nguyên nhân dẫn đến hầu hết các căn bệnh mãn tính phổ biến hiện nay. Do đó, cải bông xanh với hàm lượng 46,4mg vitamin C trong 100g đáp ứng khoảng 77% tổng lượng vitamin C mà một người bình thường cần bổ sung hàng ngày. Và các chất chống oxy hóa sẽ có tác dụng giảm viêm, tăng khả năng miễn dịch, cũng như giúp cơ thể chống lại tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm trùng rất hiệu quả. Bên cạnh đó, thì súp lơ còn rất giàu vitamin K, C, các chất chống oxy hóa và axit béo omega 3 giúp ngăn ngừa mảng bám gây xơ vữa động mạch, mạch máu, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và giữ nồng độ cholesterol trong cơ thể ổn định.
Bổ sung loại rau này thường xuyên cũng hỗ trợ ngăn chặn tốt tình trạng hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức, tạo ra các phản ứng làm mất cân bằng oxy hóa, dễ gây tổn thương các tế bào não. Bên cạnh vitamin C và các chất chống oxy hóa, súp lơ xanh còn cung cấp nguồn vitamin K dồi dào, có vai trò giữ cấu trúc xương khỏe mạnh, ngăn ngừa tình trạng loãng xương. Bạn cũng nên bổ sung súp lơ qua đường ăn uống. Nếu đang trong tình trạng thiếu hụt vitamin K do sử dụng kháng sinh lâu ngày, các vấn đề tiêu hóa, đường ruột hay dùng thuốc giảm cholesterol thường xuyên. Hợp chất hữu cơ glucosinolate gồm lưu huỳnh và nitơ được tìm thấy trong bông cải xanh, có tác dụng hỗ trợ quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, thải bỏ độc tố. Bên cạnh đó, chúng giúp bảo vệ lớp niêm mạc dễ bị tổn thương của dạ dày, giảm nguy cơ phát triển hội chứng rò rỉ ruột LGS hoặc các bệnh rối loạn tiêu hóa khác. Trong loại rau này cũng chứa sulforaphane giúp kiềm hãm sự phát triển quá mức của vi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột. Từ đó, ngăn vi khuẩn xấu xâm nhập vào hệ tiêu hóa và cho phép lợi khuẩn phát triển mạnh. Quý vị thân mến, mỗi một cơ quan trong cơ thể đều có tác dụng nhất định trong việc duy trì thể lực mạnh khỏe cho chúng ta. Tuy nhiên, một trong những cơ quan quan trọng bậc nhất không thể không nhắc đến, đấy là thận. Đây là nơi bài tiết và giúp chúng ta đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Nếu nhà máy thải độc này hoạt động kém hoặc là hư hại, thì lập tức rất nhiều các căn bệnh nguy hiểm sẽ tấn công chúng ta không thương tiếc. Do đó, làm cách nào để khỏe thận là điều mà rất nhiều người quan tâm. Theo các chuyên gia, có 4 loại củ quả được mệnh danh là thần dược dành cho thận. Thận hư, thận yếu đến mấy, ăn vào thì cũng sẽ khỏe, kéo dài thêm 30 năm tuổi thọ. Vậy đó là những loại củ nào? Hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo ngay sau đây. 4 loại củ tăng gấp đôi công lực của thận, về già ăn nhiều, sống thọ thêm 30 năm. Thứ nhất, tỏi. Tỏi là một loại thực phẩm có đặc tính chống viêm rất mạnh, giàu chất chống oxy hóa và đặc biệt nổi tiếng với hợp chất allicin. Allicin trong tỏi giúp làm giãn mạch máu và điều hòa huyết áp. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe thận mà còn tác động tích cực đến động mạch. Các chuyên gia tiết lộ, tỏi có khả năng chống viêm mạnh và đã được nhiều nghiên cứu chứng minh công dụng giúp giảm huyết áp. Cả hai đặc tính này đều có lợi cho chức năng của thận. Ăn tỏi thường xuyên không chỉ giúp chúng ta tăng cường chức năng thận, mà còn giúp thận tránh khỏi các tác nhân gây hại như oxy hóa gốc tự do, độc tố. Vì vậy, đây là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong danh sách người thận yếu ăn gì để phục hồi hiệu quả. Thứ hai, hành tây. Hành tây có chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhất là vitamin C, canxi và phốt pho có lợi cho người có chỉ số creatine, chỉ số phản ánh chức năng của thận cao và gặp các vấn đề về thận. Hành tây cũng là một trong số ít loại rau củ chứa prostaglandin A, chất giúp giảm độ nhớt máu tự nhiên, hỗ trợ hạ huyết áp, từ đó phòng ngừa bệnh thận do tăng huyết áp. Ngoài ra thì hàm lượng chống oxy hóa của quercetin trong hành tây có khả năng chống lại gốc tự do, bảo vệ thận khỏi tổn thương và hỗ trợ quá trình đào thải độc tố của cơ thể. Thứ ba, khoai lang. Đây là một nguồn tuyệt vời của vitamin A, C và beta-carotene. Loại củ ngọt ngào này cũng là một nguồn vitamin B6, chất xơ và kali tốt. Hàm lượng kali trong khoai lang có thể giúp cân bằng nồng độ natri trong cơ thể. Bên cạnh đó thì các chất chiết xuất từ những củ khoai này có chứa đặc tính kháng khuẩn, chống lại vi khuẩn gây bệnh. Hàm lượng chất xơ trong khoai lang có thể giúp làm giảm sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm. Đây là lý do tại sao khoai lang được sử dụng trong phòng ngừa và điều trị các loại bệnh nhiễm trùng và nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có nhiễm trùng đường tiết niệu. 4. Củ cải trắng. Củ cải trắng rất giàu chất xơ, vitamin C và folate, song lại chứa ít kali, phốt pho và natri. Vì vậy, đây là loại củ an toàn và có lợi cho người thận yếu. Bên cạnh đó thì nhờ vị ngọt tự nhiên, củ cải cũng có thể thay thế cho đường tinh luyện trong các món súp, nước dùng, giúp giảm nguy cơ bị tiểu đường ở người bệnh. Quý vị thân mến, như vậy xung quanh chúng ta có rất nhiều loại rau tốt cho sức khỏe. Mỗi loại rau có thành phần dưỡng chất và công dụng khác nhau. Trên đây là 5 loại rau tốt cho sức khỏe và 4 loại củ cực tốt cho thận. Hy vọng sau video này, quý vị có thể chọn lựa các loại rau tốt cho sức khỏe để phục vụ cho bữa ăn gia đình.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe video chia sẻ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.